Huế nằm ở miền Trung Việt Nam, được biết đến với bề dày lịch sử và di sản văn hóa. Từ những lăng tẩm cổ kính của các vị vua đến vẻ đẹp tự nhiên của mùa hoa gạo tháng 3, Huế mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm đa dạng và êm đềm. Trong series khám phá các điểm tham quan văn hóa và lịch sử ở cố đô Huế này, chúng ta sẽ lần lượt dạo qua một số điểm tham quan hàng đầu ở Huế như Ung Lăng, Lăng Vua Khải Định, Điện Kiến Trung, Con Đường Đi Bộ Trên Tường Thành, Khiêm Lăng, Chùa Tử Hiếu. Khiêm Lăng là lăng vua tự Đức tọa lạc tại xã Thủy Biều, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc điểm, lăng được xây dựng vào năm 1864 và hoàn thành vào năm 1867 trên diện tích 475 ha. Khác với các lăng được xây dựng cân đối, lăng tự Đức được xây dựng phóng khoáng, hài hòa với thiên nhiên có sẵn phản ánh tâm hồn lãng mạn của vị vua thi sĩ này. Lăng được chia làm hai khu, khu điện và khu lăng. Khu điện gồm các công trình thờ cúng và sinh hoạt của vua khi còn sống. Khu lăng gồm các công trình liên quan đến việc an táng và tưởng niệm của vua sau khi qua đời. Lăng vua tự Đức được xây dựng trong một bối cảnh lịch sử cực kỳ khó khăn của đất nước và của chính bản thân nhà vua. Ông sinh năm 1829, lên ngôi năm 20 tuổi, 1848. Sau đó 10 năm, vì triều đình Huế áp dụng chính sách đối ngoại hẹp hòi, thực dân Pháp tấn công Đà Nẵng, 1858, rồi vào đánh chiếm Gia Định, 1859, và một số tỉnh khác ở Nam Kỳ, 1862, vua tự Đức đã là người hấp thụ khá đầy đủ nền văn hóa và triết học Đông Phương, với một mâu thuẫn nội tại của nó giữa cái tích cực lúc trẻ và tiêu cực lúc già, giữa sự sống và cái chết. Càng thất bại trước việc nước nhà khi càng luống tuổi, ông càng bi quan yếm thế. Nhà vua nghĩ đến cái chết tất nhiên sẽ đến với đời mình, và để vơi bớt những dằn vặt khổ đau trong những quãng đời còn lại, cho nên hạ lệnh xây dựng lăng tẩm như một hoàng cung thứ hai để thỉnh thoảng lên đây tiêu khiển, nghỉ ngơi, và cũng để làm ngôi nhà lâu đài của trẫm, vì Ngô Vĩnh Vũ trích trong bài Khiêm Cung Ký. Đứng trong thời đại ngày nay nhìn lại hoàn cảnh khó khăn bấy giờ của đất nước, quy mô kiến trúc lớn lao tốn kém của lăng vua, và các danh xưng Khiêm Cung, Khiêm Lăng được dùng để đặt tên cho nó, chúng ta thấy đó cũng là một mâu thuẫn nội tại khó biện minh được của chính nhà vua. Nhưng dù sao, sau khi xây lăng xong, vua tự Đức cũng còn sống thêm 16 năm nữa, cho đến năm 1883, thọ 55 tuổi. Sau khi các quan chuyên môn về địa lý đi xem đất và chọn được vị trí ở làng Dương Xuân Thượng, vua tự Đức đã chuẩn định đồ án kiến trúc lăng tẩm theo sở thích của mình vào tháng 10 năm 1864. Và chờ ngày tốt nên đến tháng 12 năm ấy mới khởi công xây dựng. Toàn bộ công tác kiến trúc lăng tẩm này được dự liệu sẽ thi công trong 6 năm với 3.000 lính và thợ, họ được thay phiên về nghỉ 3 tháng một lần. Nhưng viên biện lý bộ công bấy giờ là Nguyễn Văn Chất Tâu xin thực hiện trong 3 năm mà thôi. Triều đình cử ông và thống chế Lê Văn Sa ở bộ binh đứng ra coi sóc việc thi công. Đã không được thay phiên nhau về nghỉ lại bị cưỡng chế tăng cường sức lao động đến mức tối đa trong những điều kiện tối thiểu, nhóm lính và thợ bất mãn ấy đã nghe theo tiếng gọi nổi dậy của Đoàn Trưng. Đêm 16 rạng ngày 17 tháng 9 năm 1866, họ dùng chiêu bài tôn phò, ngũ đại hoàn tôn kéo về kinh thành để lật đổ ngai vàng của vua tự Đức nhằm đưa Ương Đạo, cháu nội năm đời của vua Gia Long lên ngôi, nhưng khi vào đến được điện Thái Hòa thì bị quân của triều đình phản ứng mạnh nên thất bại. Cuộc nổi loạn bị dập tắt hoàn toàn. Một tai nạn của vua tự Đức đã qua đi, nhưng uy tín của nhà vua bị tổn thương không ít, vì đây không phải là một cuộc ngoại xâm mà là một cuộc nội biến ngay giữa lòng triều đình trung ương. Trong số 13 vua Nguyễn, vua tự Đức là người uyên thâm nhất về nền học vấn Đông Phương, nhất là nho học. Vua giỏi về cả sử học, triết học, văn học, nghệ thuật và đặc biệt là rất xính thơ. Vua đã để lại 600 bài văn và 4.000 bài thơ văn chữ Hán và khoảng 100 bài thơ chữ Nôm. Thơ văn nhà vua phản ánh một con người nhân hậu, một tâm hồn đa cảm, một tư chất hâm mộ nghệ thuật. Tư chất ấy cũng biểu lộ rõ trên nghệ thuật kiến trúc của lăng vua. Sử cho biết chính nhà vua đã chuẩn định Zecaider, mô thức xây dựng nó. Trong vòng La Thành rộng khoảng 12 hecta, gần 50 công trình kiến trúc lớn nhỏ dàn trải thành cụm trên những thế đất phức tạp cao thấp hơn nhau chừng 10 mét. Nhưng các hệ thống bậc cấp lát đá thanh, các lối đi quanh co lát gạch bát tràng đã nối tất cả các công trình kiến trúc lại thành một thể thống nhất tương quan, gần gũi. Qua khỏi Khiêm Cung môn, cửa Tam Quan hai tầng dựng trên một thế đất cao, người ta bước vào một hệ thống cung điện gồm vài chục tòa nhà lớn nhỏ và các công trình kiến trúc phụ thuộc. Tòa ngang dãy dọc nơi đây đã được dành cho vua và đoàn cung nữ tùy tùng thỉnh thoảng lên ở lại vui chơi. Minh Khiêm đường nhà hát cổ xưa và mang giá trị nghệ thuật kiến trúc trang trí. Điện Hòa Khiêm nơi thờ đế và hậu, hiện còn chứa nhiều đồ ngự dụng và các tác phẩm mỹ thuật đương thời. Nếu nhà cửa ở Khiêm Cung đều làm bằng gỗ thì tất cả các công trình kiến trúc ở khu vực lăng mộ bên kia đều được xây bằng gạch đá. Đáng để ý nhất là tấm bia lớn nhất Việt Nam cao chừng 5 mét, được bảo vệ bằng một tòa nhà đồ sộ kiên cố với cột to, vách dày và xây cửa cuốn. Các nhà kiến trúc đã cho xây bằng vật liệu và kiểu thức như vậy là dùng để chống chọi với thời gian.
Trên ngọn đồi nằm bên kia hồ Bán Nguyệt Tiểu Khiêm Trì là Bửu Thành xây bằng gạch và chính giữa có ngôi nhà nhỏ xây bằng đá thanh, nơi vua yên nghỉ. Bửu Thành được bao phủ bởi một rừng thông xanh ngắt, gieo vi vu suốt bốn mùa. Ngoài ra, hệ thống tháo thoát trong toàn lăng tẩm đã được thiết kế, xây dựng một trình độ cao và lưu thông rất tốt. Nhìn chung, mỗi công trình kiến trúc trong lăng Tự Đức đều mang một đường nét khác nhau về nghệ thuật tạo hình, không trùng lặp và rất sinh động. Cách phân bố các khu vực và bố cục các công trình kiến trúc trong từng khu vực ở lăng Tự Đức đã phá bỏ hệ thông lệ giữ gìn sự đối xứng từng cổ điển ở một số lăng khác. Tại đây còn có những lối đi uốn lượn mềm mại theo thế đất tự nhiên hoặc do bàn tay con người tạo dáng. Đường nét kiến trúc thật phóng khoáng, hài hòa thiên nhiên có sẵn, hoặc cải tạo lại cho phù hợp với nghệ thuật kiến trúc phong cảnh. Nếu phá vỡ sự đối xứng cũng là một nét đẹp trong nghệ thuật thì lăng Tự Đức có thêm nét đẹp đó. Kiến trúc và thiên nhiên ở đây gây được nhiều cảm xúc thẩm mỹ mới lạ cho người đến tham quan và phản ánh được tâm hồn lãng mạn trữ tình của một ông vua thi sĩ.